Xin chào mọi người, Trang đây. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình ha. Và hôm nay là một cái video mà mọi người rất là mong đợi và yêu cầu rất là nhiều. Như mọi người thấy ở phía sau là cái bookshelf của mình đã về rồi. Và nhiệm vụ của mình ngày hôm nay đó chính là xếp tất cả các số sách này lên kệ. Ok. Và mình sẽ cố gắng làm sao cho cái video này nó chỉ vừa phải thôi, chứ nó không có dài như cô dâu 8 tuổi cho mọi người. Cho nên là bắt đầu vào việc liền. Go go. Hi hi mọi người, sau khi mà mình sắp hết tất cả số sách mình có lên kệ thì trông nó như thế này. Bây giờ mình sẽ quay cận lại từng kệ sách và điểm từng quyển sách mà mình có ha. Và đây là kệ trên cùng, ở bên trong thì mình điểm sơ qua ha. Mình có Elon Musk, Michelle Obama Becoming nè, Hy vọng táo bạo của Barack Obama, Tôi dám thách thức với thời gian của Lâm Chí Dĩnh, Sapiens lược sử loài người của Yuval Noah Harari, Vương triều Tudor cuối cùng của Philippa Gregory, Trận chiến Stalingrad, Lời nguyện cầu Chernobyl, Zinky Boy những cậu bé kẽm của cùng tác giả là Svetlana Alexievich. Thì hai quyển này thì mình đã đọc được quyển những cậu bé kẽm rồi, mình cũng có review quyển này rồi. Titan gia tộc Rockefeller, một gia tộc tỷ phú của Mỹ, từ Beirut tới Jerusalem. Quyển này thì mình đọc khá là lâu rồi, nhưng mà mình vẫn chưa có hoàn thành, mình còn khoảng 1/3 quyển nữa. Vòm rừng của Richard Powers, Tại sao anh ta làm thế của Lindy Bancroft, Kẻ cạnh bên của Martha Stubbs, Cha mẹ độc hại của Susan Forward and Ray Buck. Và qua bên đây một tí xíu thì mình có quyển Những kẻ xuất chúng của Malcolm Gladwell, Babylon người tù khổ sai của Henry Charrier, Quốc gia khởi nghiệp, Phòng xưng tội Greylist, Cư xử như đàn bà, suy nghĩ như đàn ông của Steve Harvey. Cuốn này mình đọc tới 2 lần và 2 lần đều có 2 cái cảm nhận khác nhau nè. Sống như người Paris, Đột nhiên đến Tây Tạng của Trần Khôn, 3 quyển của John Gray, Hướng dẫn sử dụng nửa kia, Tìm lại tình yêu trong series Đàn ông sao hỏa đàn bà sao kim nè. Và một cái quyển khác cũng là Đàn ông sao hỏa đàn bà sao kim, nhưng mà nó là cái quyển này là nó tổng hợp hơn, còn cái quyển này là nó nói về những cái người mà khi mà bị thất bại trong tình yêu ấy thì sẽ lấy lại bản thân mình như thế nào. Xin cạch đàn ông, quyển này mình mua lâu lắm 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 luôn rồi. Và Dấn thân ở bên đây, qua bên đây tí xíu, thì không phải là một quyển sách mà là cái hộp đựng vé của The Western Concert của anh Hà Anh Tuấn mà mình có dịp đi xem khoảng 1-2 năm trước, thì mình giữ lại làm kỷ niệm. Đây là quyển nói về triết học thế giới của Sophia và quyển nghệ thuật quyến rũ. Và như mọi người có thể thấy thì cái ngăn này mình để chủ yếu là non-fiction và những cái sách thiên về tiểu sử, lược sử ha. Bây giờ mình chuyển qua cái ngăn tiếp theo ha. Ngăn ở bên dưới này. Ở cái ngăn thứ hai ở bên trong á, thì mình có 2 quyển của Sidney Sheldon là quyển Người đàn bà quỷ quyệt nè, Nếu còn có ngày mai. Tiếp theo mình có Bird Box, Mallory, 2 quyển này là 2 quyển thriller kinh dị nè. Đi tìm Shivili của tác giả Jean Quốc, một tác giả gốc Á. Quyển Cô gái trên tàu của Paula Hawkins. Quyển Án mạng dưới tầng hầm của Matthew Farrell. The Dry, mùa hạn kinh hoàng của tác giả Jane Harper. Mình có Vị khách cuối cùng của tác giả Megan Miranda. Một quyển khác nữa của Megan Miranda là quyển Những cô gái mất tích. Mình có quyển Nhựa cây của Anne Rio mà mình còn chưa khui cái bìa nữa nè. Tiếp theo là quyển Nhà đen của Peter May. 3 quyển của tác giả Stephen King là quyển Sau này, quyển Dặm xanh và quyển Học viện. Tiếp theo là 2 quyển của tác giả Carlos Ruiz Zafón.
một tác giả của Tây Ban Nha. Đây là quyển Trò Chơi Của Thiên Thần, mình chưa có đọc. Và quyển Bóng Hình Của Gió mình đọc khá là lâu rồi, mình chỉ nhớ mang máng nội dung thôi nhưng mà nó cũng khá là hấp dẫn ấy. Tiếp theo, đây là một cái series siêu to khổng lồ của Dan Brown, mình có quyển Điểm Dối Lừa. Tiếp theo là quyển Pháo Đài Số, quyển này thì mình mới mua cho nên vẫn còn mọc ni lông nè. Quyển nữa là quyển Thiên Thần Và Ác Quỷ. Quyển tiếp theo là Mật Mã Da Vinci. Ôi, cái quyển sách Fakir nhưng mà nói về nội dung thì cũng khá là hay nha mọi người. Quyển tiếp theo là quyển Biểu Tượng Thất Truyền mà mình vừa mới buddy read vào tháng 6 nè, với My và Hường Như Xuân. Và quyển cuối cùng là quyển Hoảng Ngục, mình cũng đã đọc hai lần cái quyển này rồi. Yeah, vậy đây chính là cái kệ thứ hai ở bên trong của mình. Và mình sẽ chuyển xuống kệ thứ ba luôn ha. Rồi, kệ thứ ba thì ở bên trong mình có, từ dưới lên trên đi ha, hai quyển của tác giả Robert Dugoni là Cận Kề Tổ Ấm và Đam Mê Đắt Giá nè. Hai quyển của tác giả Dodd Hutchinson là Đóa Hồng Quỷ Quyệt và Vườn Bướm Đêm. Ba quyển của tác giả Daniel Silva là Chân Dung Một Gián Điệp, Thiên Thần Sa Ngã và Cô Gái Người Anh. Hai quyển của tác giả Maurice Leblanc là Quý Ông Kẻ Trộm và Sherlock Holmes. Cái tên ngộ quá ha. Tiếp theo mình có tập 1 và tập 2 của Another của tác giả Yukito Azatsuji, mà cái bìa của nó ghép lại như thế này nè. Ui, nhìn đẹp ha mọi người, đẹp nhưng mà kiểu ma mị ấy. Và kế bên là hai quyển của tác giả Mark Edwards, một tác giả mà mình rất là yêu thích. Trong đó có quyển Vén Màn Bí Mật nè, và quyển Follow You Home, Việt Nam mình dịch là Cơn Ác Mộng Kinh Hoàng. Mình chưa có đọc quyển này. Hai quyển tiếp theo kế bên của cùng tác giả là Mel Serrat là quyển Đếm Ngược và quyển Suỵt Yên Nào. Kế bên nữa là hai quyển của tác giả Lisa Chuo gồm có Gia Đình Lầu Trên nè và quyển Ellie Yêu Dấu. Quyển Ellie Yêu Dấu này mình cũng khá là thích đó, mặc dù nó cũng có nhiều lời nhận xét trái chiều ấy mọi người. Kế bên nữa là hai quyển của tác giả Maxime Chattam, một tác giả người Pháp, là Lời Hứa Của Bóng Đêm và quyển Máu Thời Gian. Kế bên là mình có series 4MK của tác giả J.D. Barker gồm 3 tập, là 4MK là tập đầu tiên nè. Tiếp theo là Cái Chết Thứ Năm. Và cuối cùng là Đứa Trẻ Thứ Sáu. Ôi sao mình để nó không theo thứ tự ta. Thôi lát nữa sắp xếp lại. Và kế bên là Dracul và Dracula của Bram Stoker. Dracul được viết bởi Dacry Stoker, tức là cháu của ông Bram Stoker, cộng với tác giả J.D. Barker là tác giả của cái quyển này nè. Hai người này sẽ viết thêm cái phần sau. Thực ra là dựa vào những cái ghi chép của Bram Stoker để lại thì sẽ viết ra cuốn Dracul. Và đây là quyển kinh điển Dracula nè mọi người, rất là hay ha. Kế bên nữa mình có hai quyển của tác giả John Nebo là quyển Người Tuyết và quyển Ngôi Sao Của Quỷ. Tiếp theo là hai quyển của tác giả Mike Omer. Đầu tiên là quyển Ám Ảnh Kinh Hoàng mình đã đọc rồi, và tập tiếp theo của Ám Ảnh Kinh Hoàng là Tiếng Vọng Dưới Lòng Đất, thì quyển này mình cũng chưa có tháo siêu ra luôn, chưa có đọc. Và hai quyển sách của tác giả David Baddasi là quyển Ký Ức Vĩnh Cửu và quyển Chặng Đường Tử Thần. Ok, đây chính là ngăn thứ ba ở bên trong nha mọi người, và mình sẽ bắt đầu xuống ngăn thứ tư. Ở ngăn thứ tư ở bên trong này thì mình có Totochan Bên Cửa Sổ nè, Cổ Tích Của Người Điên của tác giả Thời Thần, Cỏ Ven Đường nè, Thời Kế Quán của Yukito Ayasuchi, đây là tác giả của cái quyển Another hồi nãy mọi người thấy á. Tiếp theo từ đây trở xuống qua bên đây là của ông chú ruột của mình, Higashino Keigo, đó là quyển tên của trò chơi là Bắt Cóc nè, Hung Khí Hoàng Mỹ, Vụ Án Mạng Ở Nhà Khách Núi Hakuba, Vụ Án Mạng Ở Lữ Quán Karote, Ngôi Nhà Của Người Cá Say Ngủ, Điều Kỳ Diệu Của Tiệm Tạp Hóa Namiya, Ác Ý Trứng Chim Cúc Cu Này Thuộc Về Ai, Hoa Mộng Ảo, Trước Khi Nhắm Mắt, Bí Mật Của Naoko, Phía Sau Nghi Can X, Ảo Dạ và Bạch Dạ Hành. Đây là cái quyển mà mình yêu thích kinh khủng khiếp của Higashino Keigo. Để xem sơ sơ qua mình có bao nhiêu quyển của bác Keigo ha. 14 quyển của bác Keigo mà bác vẫn còn rất là nhiều quyển sách mà mình chưa mua ha. Tiếp theo cái bên đây là Chan Ho Kei gồm có Người Trong Lưới nè, 1367, hai quyển sách rất là hay nha mọi người, hai quyển trinh thám này mình nghĩ mọi người nên đọc á, đặc biệt là quyển 1367 ha. Ở trên đây mình có Đứa Trẻ Hư của Tử Kim Trần nè, Cung Đàn Báo Oán, Cô Thành Trong Gương,
Hokkaido mê trận án lại tiếp theo ba quyển của Tử Kim Trần là Tội phạm IQ thấp, Tội lỗi không chứng cứ và Đến trường tăm tối, thì ở đây mình đã đọc quyển Tội lỗi không chứng cứ và Đứa trẻ hư rồi, còn hai quyển này mình chưa đọc. Khi nào đọc xong thì chắc là mình sẽ làm video về sách của tác giả Tử Kim Trần ha. Rồi ở bên dưới đây là tác giả Minato Kanae có Vòng đu quay đêm, Thú tội và Cảnh ngộ. Tiếp theo là tác giả Kazuo Ishiguro, Mãi đường xa tôi nè, quyển Những kẻ hắc ám của tác giả Otsuchi, quyển Tàn lửa của Shiyoku Suzuki, quên tôi đọc đúng không vậy trời? Ờ đúng rồi, Thiên tán và Hảo nữ Trung Hoa của tác giả Trung Quốc Hân Nhiên. Mình qua bên đây thì mình có quyển Mũi hoài vọng nè, quyển này mình cũng mới mua, nó nằm trong cái book ho gần đây nhất. Quyển Hình cảnh mất trí của Chan Ho-kê, một quyển sách mới của Chan Ho-kê, Trần Hạo Cơ. Mình cũng đã đọc quyển này rồi, rất là hay, mình đọc siêu nhanh luôn. Ngăn kéo trên cùng, Phần tăm tối. Hai quyển của Lôi Mễ là Đề thi đẫm máu và quyển Độc giả thứ 7. Kế bên là hai quyển Kẻ nhập vai của Tiền Lai Lai, mình chưa có đọc cho nên mình cũng chưa khui ra luôn. Quyển Xấu của Natsuo Kirino và quyển Thiên hồn của Cao Minh. Ok, vậy là xong cái ngăn thứ tư nha mọi người. Bây giờ mình sẽ chuyển xuống cái ngăn thứ năm, ngăn ở bên dưới này. Cái vị trí của mình ngồi bây giờ đang hơi khó thì mình vướng cái ghế. Rồi, ngăn thứ năm, ở bên trong thì mình có bộ hai quyển Truy tìm ký ức của Đinh Mặc nè, Đừng nhân danh tình yêu của Bất Kinh Ngữ, Anh có thích nước Mỹ không của Tân Dĩ Ổ. Thực ra thì Tân Dĩ Ổ mình đọc rất là nhiều, nhưng mà thời trước, cái thời gian mà mình là sinh viên á, đa số là mượn đọc chứ ít có mua lắm. Cho nên là mặc dù thấy khá là ít những cái sách ngôn tình ở đây, nhưng mà mình đọc rất 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 nhiều ngôn tình vào những năm sinh viên. Ở đây mình có Phỉ Ngã Tư Tồn, Hương Hàng, Chết Sập Bẫy Rồi của King Kong Barbie, Khi Yêu Ai Cũng Thiêu Siêu của Lại Bảo, hai quyển của Cửu Bá Đao là Cà Phê Đợi Một Người và Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi. Phỉ Ngã Tư Tồn một cuốn nữa là Đông Cung, quyển này của bé em họ mình cho mình. Lạc Trốn Phù Hoa của Bất Kinh Ngữ, gồm có hai tập ha mọi người, Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến tập 1, tập 2 của Đinh Mặc luôn. Bên đây là hai quyển Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy, tập 1 và tập 2 của Đồng Hoa. Kế bên là quyển Bên Nhau Trọn Đời của Cố Mạng. Trời ơi, mê anh Hà Dĩ Thâm lắm đó mọi người. Tiếp theo là quyển Cho Em Lớn Nhé Được Không của Diệp Lạc Vô Tâm. Và mình có ba quyển của Diệp Lạc Vô Tâm, Mãi Mãi Là Bao Xa, Chân Trời Góc Bể. Để cho mọi người xem cái bìa ha. Quyển Chân Trời Góc Bể này bìa khá xinh, mình thích lắm. Và kế bên mình có bốn quyển của Vãn Tình, có đầy đủ hết. Bạn Đắt Giá Bao Nhiêu, Không Tự Khinh Bỉ Không Tự Phí Hoài, Khi Cho Bao Nhiêu Hạnh Phúc Bấy Nhiêu và quyển Lấy Tình Thâm Mà Đo Đầu Bạc. Tiếp theo mình có quyển Cốt Cách Mỹ Nhân của Mạc Bảo Phi Bảo. Ở trên đây là ba quyển của ba tác giả Hàn Quốc, gồm có Bố Con Cá Gai, Những Kẻ Bày Mưu của Kim Unsu và Hãy Chăm Sóc Mẹ. Rồi bây giờ mình quay lại cái này ha. Hồi nãy mình tới Cốt Cách Mỹ Nhân của Mạc Bảo Phi Bảo rồi đúng không? Mình có hai tập Mạc Phụ Hàng Hạ của Đinh Mặc nữa nè, Archimedes Thân Yêu và cuối cùng là Ngoảnh Lại Hóa Tro Tàn của Tân Dĩ Ổ. Ôi cuốn này đọc khóc, khóc như điên đoạn cuối. Ok, đầu tiên là mình có Sách Ba Lô Lên Và Đi của Huyền Chip nè, kế bên là hai quyển của Dương Thụy, Cung Đường Vàng Nắng và Oxford Thân Yêu, kế bên là quyển nói về cung xử nữ, Đến Nhật Bản Học Về Cuộc Đời của Lê Nguyễn Nhật Linh, Khi Phụ Nữ Uống Trà Đàn Ông Nên Cẩn Thận của Phan Ý Yên, Sống Trong Thế Giới Đàn Ông của Hà Anh, của chị Hà Anh siêu mẫu mọi người, Những Giấc Mơ Phục Sinh của Tư Mã Duy, quyển này mình khá là thích ha, Đường Hai Ngã Người Thương Thành Lạ của Anh Khang, Ý Tưởng Này Là Của Chúng Mình của Huỳnh Vĩnh Sơn, một quyển nữa của Dương Thủy ở bên đây, Nụ Hôn Ngược Chiều Thời Gian, đây là quyển Con Chim Xanh Biết Bay Về của bác Nguyễn Nhật Ánh, Biên Niên Cô Đơn của Nguyễn Ngọc Thạch, hai quyển của chị Kim Oanh là Yêu Đi Đừng Sợ và Làm Phụ Nữ Không Khổ Tí Nào, một quyển khác của Nguyễn Ngọc Thạch nữa là Thất Tình Không Sao, quyển này của anh Hồng Hải, Thương Được Cứ Thương Đi, mình cực kỳ thích quyển này luôn đó mọi người, hai quyển Tony Buổi Sáng là Cà Phê Cùng Tony và Trên Đường Băng, hai quyển của chị Nguyễn Phương Mai là Con Đường Hồi Giáo và Tôi Là Một Con Lừa. Hai quyển này ngày xưa nó giúp ích cho cái tư tưởng của mình rất là nhiều luôn á. Lúc đó mình mới có 18-19 tuổi thôi, và đọc được hai quyển này của chị Phương Mai á, mình cảm thấy rất là thích luôn á, và kiểu cảm thấy phụ nữ mình làm được rất là nhiều việc hay ho luôn á mọi người, và mở mang đầu óc lắm luôn á. Một quyển của bác Đặng Hoàng Giang là Bức Xúc Không Làm Ta Vô Can,
Rosie Nguyễn, Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu. Tiếp theo là Tim Marshall, Những tù nhân của địa lý, Muôn kiếp nhân sinh của Nguyên Phong, Dám bị ghét, Lối sống tối giản của người Nhật, Tôi nói gì khi nói về chạy bộ của Haruki Murakami, Đi tìm lẽ sống, Thích Đạt Đa, Vũ trụ của Carl Sagan, Chủ nghĩa khắc kỷ, Lời hứa về một cây bút chì, Giận và tĩnh lặng của thầy Thích Nhất Hạnh, Vị tu sĩ bán chiếc Ferrari, Nhà giả kim và Dấu chân trên cát. Rồi, đây chính là cái kệ ở bên dưới cùng, ở bên trong của mình, gồm có những quyển sách Việt Nam cũng như những cái quyển sách thiên về non-fiction cũng như là thiền định đó mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển qua cái kệ nhỏ ở giữa ha mọi người. Mình làm cái kệ nhỏ như thế này là để tạo điểm nhấn ấy. Bây giờ mình sẽ xem cái ngăn đầu tiên ở trên cùng có gì ha. Mình có quyển Suối nguồn của Ayn Rand nè. Tiếp theo là Tiếng chim hót trong bụi mận gai của Colin McCullough. Bộ hai quyển Cuốn theo chiều gió của Margaret Mitchell. Mình cực kỳ mê hai cái quyển này luôn á mọi người. Quyển tiếp theo là Thép đã tôi thế đấy. Kế bên là Anh em nhà Karamazov của bác Dostoevsky. Và tiếp theo là hai quyển siêu dày Những người khốn khổ của Victor Hugo. Mình đã khui cái bìa này ra rồi nhưng mà mình vẫn để ở đây để chống bụi với mọi người. Đó, thì ngăn trên cùng chỉ có như vậy thôi. Vài quyển sách siêu dày thuộc hàng kinh điển nha mọi người. Và cái hàng tiếp theo nữa, nó vẫn tiếp tục thể loại kinh điển. Thì trong đây mình có quyển 1001 đêm. Kế bên là Robinson trên đảo hoang, Robinson Crusoe. Mình có quyển Bà Bovary. Mình lấy hai quyển trên này xuống, hai quyển siêu mỏng nhưng mà rất là hay. Đầu tiên phải nói đến quyển Của chuột và người của John Steinbeck. Và quyển thứ hai là quyển Phố Canary Row mà mình mới mua nhưng mà chưa có đọc. Để tạm trên đây một tí xíu ha. Rồi, mình có series Bí mật thành Paris. Nó gồm 5 quyển và cái gáy sách của nó khi mà xếp lại nó thành cái hình như thế này nè. Nhìn rất là cổ điển mà rất là đẹp luôn á mọi người. Kế bên lại là một quyển khác của John Steinbeck mà mình rất là mê, quyển Chùm nho phẫn nộ. Rất là dài nhưng mà hay lắm đó mọi người. Tiếp theo là quyển Dune, xứ cát. Mình chưa có đọc cái quyển này, tại thấy nó dày quá nên cũng hơi ngán. Và quyển Thần thoại Hy Lạp. Ok, như vậy là mình đã xong hai cái ngăn trên cùng ở giữa rồi. Mình xuống tới cái ngăn thứ ba luôn ha. Đây là ngăn thứ ba ở giữa đó mọi người, nhìn sơ qua là cũng thấy là đa số là của bác Alexandre Dumas ha. Ở trên đây nó có cuốn Oliver Twist của Charles Dickens. Mình để tạm ở trên đây thôi tại vì mình đang đọc dở mọi người. Và mình có quyển Người bí ẩn khoác áo hồng y. Hai quyển gồm có quyển Ba người lính ngự lâm. Và quyển tiếp theo của Ba người lính ngự lâm đó là quyển 20 năm sau. Kế bên đó chính là một quyển sách mà mình nói rất là nhiều lần về nó, mình khen cực kỳ nhiều, là quyển Ba tước Monte Cristo. Và quyển cuối cùng mà mình có của bác Alexandre Dumas đó chính là quyển Hoàng hậu Margot. Đây, tổng cộng là 5 quyển sách của Alexandre Dumas. Ôi, mình mê các sách của ông tác giả này lắm đó mọi người. Kế bên là quyển Napoleon Bonaparte siêu dày, mình mới đọc được 1/3 thôi. Cái bìa sang quá ha, nhưng mà nó còn có một cái bìa áo nữa mà mình để quên ở văn phòng rồi. Tập 1 Sherlock Holmes. À, tới đây thì mình xin phép được ngừng một xíu và mình nhảy xuống hàng cuối luôn. Ở đây mình trưng tập 2 và trong hộp là nó có tập 3. Nó gồm một cái series gồm 3 tập á mọi người. Nhưng mà mình để như thế này nè, để có tác dụng là trưng cho nó đẹp á mọi người. Rồi, tiếp theo kế bên cái quyển Sherlock Holmes tập 1 này là quyển 2666 của tác giả Roberto Bolaño. Rồi, vậy là mình xong ngăn thứ 3 ở giữa và mình tiếp tục xuống ngăn thứ 4 luôn. Rồi lại tiếp tục cái series sách kinh điển thì mình gồm có Kiêu hãnh và định kiến nè, Lý trí và tình cảm, hai quyển này của tác giả Jane Austen. Quyển Chỉ ngu ngơ mới biết cười, mình mới mua quyển này nè. Quyển Carmen hay là Carmen nhỉ? Quyển Túp lơ bác Tom, trời ơi mình, quyển này là mình khóc. Quyển Kẻ trộm sách nè. Hai quyển Không gia đình và Trong gia đình của tác giả Hector Mallock. Chân dung của Dorian Gray của Oscar Wilde. Chị họ Rachel. Trăm năm cô đơn. Trời, nghe quyển sách là thấy buồn rồi đó.
và hai quyển tập 1 và tập 2 Don Quixote, nhà quý tộc tại ba xứ Mancha. Tới ngăn thứ 5, ngăn ở bên dưới này, lại là một ngăn của kinh điển nữa mọi người. Mình điểm từ bên này qua ha. Mình có hai quyển của Ernest Hemingway. Đầu tiên là Hội Hè Miên Man và quyển Chu Nguyện Hồn Ai. Kế bên là Hai Số Phận và tập sau của Hai Số Phận của tác giả Jeffrey Archer. Quyển Hai Số Phận mình cũng rất là thích đó mọi người, nhưng mà quyển Đứa Con Gái Hoang Đàn này thì mình chưa có đọc. Từ dưới lên ha, Nhà Thờ Đức Bà Paris của Victor Hugo, Giết Con Chim Nhại của tác giả Harper Lee, Con Hủi của Helena Mnisek, Jane Eyre của Charlotte Bronte, Đại Gia Gatsby, Miếng Da Lừa của Balzac, Đồ Gió Hú của Emily Bronte. Cô Emily Bronte với lại cô Charlotte Bronte là hai chị em đó mọi người. Và bốn quyển của Mario Puzo gồm có Ông Trùm Cuối Cùng, Bố Già, Luật Im Lặng và Đất Máu Sicily. Hình như là ông Mario Puzo này còn một cái quyển tên là cái gì Giáo Hoàng ấy, nhưng mà mình chưa có mua. Là nếu mà mình mua là đủ bộ năm quyển của ông luôn. Ok, đó là ngăn thứ 5 và ngăn cuối cùng hồi nãy mình có nói với mọi người rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển sang ngăn trên cùng ở bên ngoài. Nhìn sơ là mọi người cũng đã đoán được ở đây là đựng cái gì rồi ha. Là Fantasy Series. Đầu tiên mình có bộ 7 quyển Harry Potter. Ở dưới đây mình có 4 quyển Trâm của Châu Văn Văn. À cái này không phải là Fantasy, cái này trinh thám cổ trang nha mọi người. Khá là hay, mình đọc khá là lâu rồi nên cũng không nhớ nội dung quá kỹ nữa. Chỉ nhớ là lúc đó thức đêm thức hôm để đọc cái bộ này luôn á mọi người. Series Bóng Tối Và Sương Trắng của Leigh Bardugo gồm có 3 quyển này ha. Tiếp theo là 3 quyển Xứ Nevermore Diệu Kỳ, mình mới đọc được quyển 1 thôi. Kế bên là Chuyện Xứ Lan Bi An của bác Nguyễn Nhật Ánh nè. Mình có series The Hunger Games của Susan Collins và bộ 6 quyển Percy Jackson. Ta-dan. Rồi như vậy là ngoài bộ Trâm của Châu Văn Văn ra thì cái ngăn này đa số là series fantasy. Và mình chuyển xuống cái ngăn số 2 ha. Mình bắt đầu từ trái qua của ngăn số 2. Mình có series Đỏ Trỗi Dậy, Đứa Con Hoàng Kim và Sao Mai. Bộ này cũng khá là hay á mọi người. Mình có 3 quyển Outlander, ở trong đó gồm có quyển 1 và quyển 2 của Chuồn Chuồn Hổ Phách. Và cái phần 1 của nó là Vòng Tròn Đá Thiên thì mình chỉ có quyển 2 thôi. Còn quyển 1 mình có chia sẻ với mọi người rồi đó, là tìm mua không có, ngộ ghê luôn ấy. Mình có quyển Ánh Lửa Trong Cho Tàn của Sabata Hill. Thực ra mình mới có một quyển đầu tiên thôi, nhưng mà mình vẫn bỏ nó ở bên đây bởi vì nó là quyển 1 trong một cái series fantasy luôn mọi người. Nhưng mà chưa thấy ở Việt Nam phát hành quyển tiếp theo. Mình có bộ Móng Vuốt Quả Đen mà mình cực kỳ mê của cô Leigh Bardugo. Trời ơi, mê cái quyển này lắm. Một phần đó là nó vừa hay nhưng mà nó vừa xinh nữa mọi người. Cái gáy của nó có cái phần màu đen nè, rất là đẹp ha. Ở trên đây là con gấu Teddy. Và dưới nó là bộ của Philip Pullman, Con Dao Kỳ Ảo, Bắc Cực Quang, Ống Nhòm Hổ Phách. Đây là tập 1, tập 2, tập 3. Sao mình lại xếp nó không theo thứ tự nhỉ? Và một cái series tiếp theo của cùng tác giả Philip Pullman luôn là series Bụi Ký. Thì hình như Bụi Ký có ra tập 2 rồi nhưng mà mình chưa có mua. Qua đây một tí xíu, quyển này mình cũng chỉ có một quyển là Những Kẻ Trung Kiên thôi, nhưng nó là quyển 2 trong một series của tác giả Veronica Roth. Ngộ ghê, mọi người chưa mua được quyển 1 mà mua quyển 2 chi. Không biết cái cuối cùng để đây luôn chứ cũng có đọc được đâu. Kế bên là mình gồm có 5 quyển Game of Thrones 1A, 1B, 2A, 2B và 3A. Thực ra thì mua tới đây với mọi người, đọc xong rồi kiểu thấy cũng không muốn đọc tiếp theo nữa, cho nên ngừng ở đây chứ nó còn rất là nhiều. Nào là 3B, rồi 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, nhiều lắm. To All The Boys của Jenny Han. Mình có 3 quyển luôn và cái này là bằng tiếng Anh đấy mọi người. Mới đọc xong quyển 1 thôi. Rồi, như vậy là kể thứ 2 ở bên ngoài. Mình sẽ xuống tới kệ thứ 3. Kệ thứ 3 từ góc ở bên trong ra đi ha. Thì mình có 1, 2, 3, 4, 5, 6 quyển của cô Agatha Christie. Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông nè. Vụ Ám Sát Ông Roger Ackroyd. 10 Người Da Đen Nhỏ. Án Mạng Trên Sông Ninh. Chuỗi Án Mạng ABC. Và Án Mạng Trên Sân Golf. Thì trong đây mình thích nhất là Án Mạng Trên Sông Ninh. Trên đó là 3 quyển của John Dixon Carr, gồm có Chiếc Bản Lề Công, Người Rỗng và Vụ Án Viên Nhộng Xanh. Thì mình chỉ mới đọc quyển Người Rỗng này thôi. Trên đây là một series của Patricia Highsmith, là gồm có Thế Giới Ngầm Của Ripley, Quý Ngài Tài Năng và Trò Chơi Của Ripley. Mình qua bên đây
là gồm có Máu của Maggie G, quyển này là thriller nhưng mà cũng dành cho young adult thôi của Karen M. McManus, Trong chúng tôi có kẻ nói dối, Sự im lặng của bầy cừu của Thomas Harris, Tòa án linh hồn của Donato Carisi, Kẻ sống sót của Saren Bolton, Cô gái mất tích của Gillian Flynn. Mình khá thích quyển này, mặc dù lúc đầu nó hơi dài dòng tí nhưng mà càng về sau càng hay á mọi người. Công lý thảo nguyên của Ayn Manuk, Săn đuổi đến cùng của Lisa Gardner, Một nửa đích thực của John Moss, Người biến mất của Jeffrey Deaver, Trò chơi thừa kế của Jennifer Lynn Barnes, Vết nhơ của người Philip Roth, Hình hài của nước, ôi tên tác giả đọc dài quá, bỏ qua. Rồi cái hàng bên đây thì mình có Ánh đèn giữa hai đại dương nè, Về nhà trước trời tối của Riley Sager, quyển này mình mới làm read in vlog đó mọi người. Kẻ sát nhân quỷ quyệt, Câu lạc bộ án mạng ngày thứ năm của Richard Osman, Mùi hương, Giả thuyết thứ bảy, Bệnh nhân câm lặng và án mạng trong vô thức. Rồi như vậy là mình đã điểm sơ qua cái kẻ thứ ba ở bên ngoài. Mình xuống với cái kẻ thứ tư luôn ha mọi người. Và mình sẽ đi từ ngoài vào trong. Mình có những cái quyển khá là cũ rồi, là quyển Lời tự thú của một tín đồ shopping nè, Hồn ma sành điệu của Sophie Kinsella, quyển Câu chuyện cuối cùng nè của Cecilia Ahern. Rồi mình sẽ điểm từ trên xuống dưới của cái hàng này, gồm có Nửa kia của Hitler, Thư viện nửa đêm, Cô dâu chạy trốn, Một lời nói dối, Nửa kia biệt tích, Ranh giới định mệnh, Susan Redfern, đây là cái quyển mình khá là thích đó mọi người, Thành phố của những cô gái, Bộ ba quyển của Diana Wynne Jones, gồm có Lâu đài bay của Pháp sư Hao, Lâu đài trên mây và Ngôi nhà nghìn hành lang, Một quyển historical fiction của Anthony Doerr là Ánh sáng vô hình, Tiếp theo là quyển Tội tình vì yêu, quyển này mình còn chưa tháo bọc nữa. Quyển này mình nhớ là mình mua nhiều quá nên được Tiki tặng, chứ mình cũng không biết nó nói về cái gì nữa mọi người, cho nên vẫn chưa đọc. Đây là quyển Người giao sữa của Anna Burns, quyển Sữa nóng, ôi hai quyển Người giao sữa và Sữa nóng. Ngôi nhà bên bờ biển xanh thẳm của TJ Klune, Bà ngoại tôi gửi lời xin lỗi của Frederick Bachman, quyển này rất là dễ thương, cái bìa cũng dễ thương rồi. Hai quyển của Jonas Jonasson là Cô gái mù chữ, Phá bom nguyên tử, và quyển Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất, quyển này rất là hài hước theo kiểu nhẹ nhàng nhưng mà thâm thúy á mọi người. Một ngày, quyển này đã được chuyển thể thành phim nè, của Anne Hathaway đóng. Đúng rồi, quyển này cũng vậy, Jojo Moyes, Trước ngày em đến. Ôi, mình cực mê anh dàn diễn viên luôn, anh Sam Claflin đó, thích lắm, thích lắm. Nicholas Sparks, Kẻ giấu mặt. Rồi từ bên đây thì mình sẽ thấy là đa số là của Guillermo Musso và Mark Levy. Ở trên vẫn còn một quyển của Nicholas Sparks là Nhật ký nè, Dành hết cho em. Tiếp theo của Mark Levy gồm có Gặp lại và Nếu em không phải một giấc mơ, Mạnh hơn sợ hãi, Chuyện chàng nàng, bốn quyển của Mark Levy. Từ đây xuống dưới là của Guillermo Musso hết. Hãy cứu em, Bởi vì yêu, Trở lại tìm nhau. Quyển này mình đọc hai lần và hai lần đều có cảm nhận khác nhau về nó đó mọi người. Hẹn em ngày đó, Cô gái Brooklyn, Giây phút này, Cuộc gọi từ thiên thần, Ngày mai và Cô gái trong trang sách. Như vậy là mình đã điểm qua ngăn thứ tư từ trên xuống ở bên ngoài. Mình sẽ tới ngăn thứ năm luôn. Ok, mình sẽ điểm từ trong ra ngoài ha. Ở đây mình có Chuyến phiêu lưu diệu kỳ của Edward Tulane, kế bên là Hoàng tử bé, tiếp theo nữa là Những người đàn bà, kế bên là Trường ca Achilles, mình có Những đốm lửa lưu lạc của Celeste Ng, Bao điều không nói của Celeste Ng, quyển này mình có một cái video review rồi đó, mọi người có thể xem lại ha. Trên cây cầu đổ nát, Frankenstein ở Baghdad, đây là tác giả người Trung Đông ấy mọi người, Chiến binh cầu vồng của Andre Hirata, một tác giả người Indonesia, Cáo Bax của Sarah Benny Packer, Ocean Vương, Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian, Việt Thanh Nguyễn, Người tị nạn, Cô gái dưới tầng hầm của Stacy Lee, Thợ săn ở Auschwitz, Chàng trai nuốt chửng vũ trụ, Âm điệu bóng đêm của Julia Garwood, Charlotte. Ui, cái quyển này mình cực kỳ thích cái bìa luôn nè mọi người. Mình đã khen cái bìa này một lần rồi nhưng mà mình vẫn chưa dám tháo cái bọc ni lông ở ngoài để tránh bụi ấy. Con yêu cái của nàng Sikirida,
Forrest Gump, Xa ngoài kia nơi loài tôm hát của Delia Owens, Em tóc đỏ dưới trái nhà xanh, L.M. Montgomery, quyển này rất là dễ thương luôn mà lấy đi được nước mắt của mình ý. Dark Matter, người chạy xuyên không gian của Blake Crouch, Ngàn mặt trời rực rỡ, người đua diều, hai quyển này của tác giả người Afghanistan Khaled Hosseini. Kế bên là Triệu Phú Khu Ổ Chuột, một cái quyển sách mà phim chuyển thể của nó được nhận hình như 9 giải Oscar lận ấy. Logic khó lý giải của đời tôi. Hàng bên ngoài mình có quyển Đường Về, Khải Hoàn Môn của tác giả Eric Maria Remarque. Mình còn một quyển của ông nữa nhưng mà em mình mượn rồi. Ở trên thì có Cây Cam Ngọt của tôi nè, quyển Ba Chàng Ngốc và Người Truyền Ký Ức. Rồi, mình đã xong cái ngăn thứ 5 từ trên xuống và ở bên ngoài rồi. Mình sẽ xuống ngăn cuối cùng luôn ha. Ở dưới đây thì nó có khá là ít sách đó, chủ yếu mình để sách tiếng Anh. Mình có The Subtle Art of Not Giving a F. Hai cái quyển này ngày xưa là được Ila cho hay sao ấy. Nói chung là cũng là tiếng Anh nhưng mà tiếng Anh rất là dễ đọc, dành cho người mới bắt đầu ấy mọi người, những câu chuyện ngắn thôi. Mình có The Fault in Our Stars của John Green. Mình có quyển Wonder của A.J. Palacio. Mình có quyển Wake Up của Jack Roax, không biết đọc tên tác giả. Self của Jan Martel. The Girl Who Kicked The Onyx Nest. Đây là quyển Cô Gái Phá Tổ Ông Bầu ấy mọi người, Việt Nam mình dịch là như vậy. The Sun Is Also A Star của Nicola Yun. The Next Together. Ủa sao ở đây lọt những thành phố giấy đây vậy? Đây quyển tiếng Việt mà. Cho nó lên đây. Rồi, tiếp theo là mình có Oscar và Bà Áo Hồng. Ủa cũng tiếng Việt mà. Nguyễn Nhật Ánh, Bong Bóng Lên Trời. Và Trên Vên 25 của Nguyễn Ngọc Thạch, Lấy Nước Đường Xa. Thôi mình cứ để tạm, lấy nữa sắp xếp lại sau. Ở đây là mấy cái bookmark nè, được tặng thôi. Nói với người yêu dấu, ôi cuốn này của bộ cũ tặng đó mọi người. Trong đây có mấy bài thơ kiểu xinh xến, như mọi xưa thích đọc vậy đó. Rồi kế bên là mình có vài quyển Diary of a Wimpy Kid. Quyển này có những cái hình vẽ cực kỳ dễ thương luôn á. Tiếng Anh của nó cũng rất là dễ á, dành cho những bạn mà mới bắt đầu học tiếng Anh có thể đọc. Nhưng mà lại có những cái hình rất là dễ thương, mấy bạn nhỏ cũng có thể đọc được đúng không mọi người. Dễ thương lắm. Và mình có quyển 1, 2, 3, 5, trời ơi tập 4 đâu trời, của Một Nửa Ranma, Ranma 3 phần 2. Cái này là cái phiên bản đã được tái bản lại rồi cho nên nó rất là xinh. Chứ hồi nhỏ đọc mấy quyển nhỏ nhỏ mà 5.000 đồng quyển không à. Và mình có hai quyển Xin Cậu Bé Bút Chì, quyển 2 và quyển 3. Thực ra có quyển 4 nữa nhưng mà bạn mượn xong bạn làm mất rồi. Đó, như vậy thôi. Như vậy là mình đã vừa mới điểm qua tất cả cái số sách mà mình có nằm ở trên kệ. Và mình đã sắp xếp hết nguyên một buổi sáng luôn á mọi người. Và có sự trợ giúp của em họ của mình. Hy vọng là mọi người thích video này và xem video vui ha. Chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo ha. Bye bye.